Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới, khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả." Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi." Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Suy niệm: họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng giờ của người chưa đến. Hôm nay, tin mừng tường thuật cho chúng ta về sự leo thang trong căng thẳng về mối tương quan giữa Chúa Giêsu, giới lãnh đạo Do Thái giáo. Đến nỗi, Chúa không thể xuất hiện cách công khai khi lên Jerusalem dự lễ. Chúa đến trần gian để nói cho con người biết về Chúa Cha, về tình yêu của Ngài. Đồng thời, Chúa cũng điểm mặt chỉ tên sự giả hình, cách thực hành trong đời sống tôn giáo của phần lớn lãnh đạo Do Thái giáo. Mỗi khi đón nhận sự sửa dạy của người thân hay của bạn bè, ít hay nhiều chúng ta cũng tự ái, thậm chí phản kháng, không đón nhận. Sự thật sẽ giải thoát anh em. Lời mời gọi trên của Chúa là phương thuốc hữu hiệu để trị căn bệnh sống ảo đang ngày càng lan rộng hiện nay. Nghiêm trọng hơn, chúng ta đang sống trong bối cảnh sự giả dối lên ngôi trên mạng, ngoài xã hội và trong lòng người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho sự thật. Chúa muốn cho mỗi người chúng con thành chứng nhân cho sự thật. Xin cho mỗi chúng con can đảm làm chứng cho Chúa trong bối cảnh gian dối lan tràn khắp nơi. Xin ban thêm sức mạnh cho chúng con. Amen.